với công nghệ triệt lông laser Diamond Max thì mình thấy là không có gì để mà chê nữa, bởi vì đây là một trong những công nghệ mà hiện đại nhất trên thị trường hiện nay rồi. Cái công nghệ này thì nó không bị đau, ánh sáng của laser Diamond Max rất là dịu nhẹ và mình có thể cảm thấy rất là an toàn khi mà sử dụng cái dịch vụ này. Đến buổi thứ 3 thì là lông của mình đã hết hoàn toàn rồi, thì nó rút ngắn được thời gian cho mình rất là nhiều, nên là mình cũng cảm thấy là may quá, đỡ tốn thời gian, có thêm nhiều thời gian để đi làm, để kiếm tiền hơn, có thời gian để đi chơi hơn, thoải mái hơn.